Sau trận giao hữu trước mùa giải với Bournemouth trên đất Mỹ, khoảnh khắc gây nhói lòng các fan Arsenal nhất có lẽ lời phát biểu của huấn luyện viên Mikel Arteta về việc không sử dụng Emil Smith-Rowe trong suốt 90 phút. Có những thứ đang diễn ra ở hậu trường, và tôi nghĩ cách tốt nhất là không để Smith-Rowe ra sân trong trận đấu vừa qua, nhà cầm quân 42 tuổi cho biết. Giữa bối cảnh tin đồn về Smith-Rowe chuyển đến Fulham với mức giá 35 triệu bảng đang dần trở thành sự thật, các Gunners dù phần nào đã chuẩn bị tâm lý từ trước, song không khỏi tỏ ra tiếc nuối trước một trong những tài năng ưu tú nhất bước ra từ lò đào tạo Heuen trong khoảng một thập kỷ trở lại đây. Emil Smith-Rowe chính thức đặt chân vào đội 1 của Arsenal giữa lúc hy vọng của người hâm mộ đã gần chạm đáy. Dưới thời Mikel Arteta vào mùa giải năm 2020 đến năm 2021, cầu thủ người Anh dần chứng tỏ năng lực, trở thành nhân tố quan trọng dù pháo thủ, trải qua mùa thứ hai liên tiếp cán đích ở vị trí thứ 8 tại ngoại hạng Anh và đạt cột mốc 4 năm mùa liên tiếp bật bãi khỏi top 4. Sự vươn mình mạnh mẽ của Smith-Rowe bên cạnh người đồng đội Bukayo Saka là những tia sáng le lói hiếm hoi tại Emirates lúc bấy giờ. Dù câu lạc bộ không đạt những thành tựu đáng kể, song việc sở hữu những tài năng trẻ từ Heuen khiến các cổ động viên thêm tin tưởng vào những năm kế tiếp của Mikel Arteta. Tuy vậy, tính đến hiện tại, sự nghiệp của cả Smith-Rowe và Saka đã rẽ sang những hướng rất khác nhau. Trong khi người đồng đội đang dần trở thành một trong những tiền đạo cánh phải xuất sắc nhất thế giới thì Smith-Rowe thường xuyên làm bạn với bệnh viện, đối mặt với thực tại phải chuyển đến một câu lạc bộ tầm trung để có nhiều thời gian ra sân. Trong hai mùa giải thi đấu thường xuyên cho Arsenal, năm 2020 đến năm 2021 và năm 2021 đến năm 2022, Smith-Rowe ghi 15 bàn thắng và có 9 kiến tạo trên mọi mặt trận. Chỉ có Saka, 101 lần, và Martin Odegaard, 97 lần, tạo ra nhiều cơ hội ở có pha bóng mở nhiều hơn cầu thủ sinh năm 2000, 69 lần. 10 bàn thắng của Smith-Rowe vào mùa giải năm 2020 đến năm 2021 trực tiếp đưa anh lọt top 20 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất của giải đấu, xếp sau Saka và ngang bằng với các tên tuổi như Bruno Fernandes, hơn Phil Foden một bàn và hơn Kai Havertz, Gabriel Jesus và Leandro Trossard hai bàn. Vào thời điểm đó, thật hão huyền khi có ai nói rằng Havertz và Trossard chính là nhân tố gánh vác hàng công Arsenal trong tương lai thay vì Smith-Rowe. Ở giai đoạn đầu mùa giải kế tiếp, tuyển thủ người Anh tiếp tục gây sốt khi ghi một bàn và có một kiến tạo trong trận derby Bắc London với Tottenham Hotspur. Phong độ chói sáng của Smith-Rowe giúp anh lần đầu tiên được triệu tập lên tuyển Anh vào tháng 11 năm 2021, được Gareth Southgate sử dụng trong 3 trận đấu và ghi một bàn thắng. Đáng tiếc, kết thúc mùa giải, Arsenal tiếp tục văng khỏi top 4 khi xếp sau kình địch Tottenham Hotspur. Tuy vậy, kể từ khoảnh khắc đó trở đi, một Arsenal lột xác dần hình thành và trở thành đối trọng với Manchester City. Chỉ tiếc rằng Smith-Rowe lại không thể trở thành một phần của con đường thành công ấy. Cuối mùa năm 2021 đến năm 2022, khi ở tuổi 21 và 192 ngày, Smith-Rowe có 18 bàn thắng và kiến tạo sau 55 lần ra sân tại ngoại hạng Anh. Dù cho những con số trên không quá ấn tượng, nhưng nó đủ để số 10 xếp ngang hàng với Paul Scholes, 18 bàn thắng và kiến tạo sau 44 trận, Gareth Bale, 18 bàn thắng và kiến tạo sau 76 trận, và Aaron Ramsey, 14 bàn thắng và kiến tạo sau 75 trận, khi cùng độ tuổi. Kể từ thời điểm trên, Smith-Rowe chỉ ra sân 25 lần trong hai mùa giải gần nhất, trong đó chỉ có 3 lần xuất phát trong đội hình chính. Tổng cộng, số 10 có 3 kiến tạo nhưng không thể ghi bất kỳ bàn thắng nào. Tất nhiên, nhiều cổ động viên tỏ ra tiếc nuối cho Smith-Rowe, bởi giá như không bị hành hạ bởi chấn thương và bền bỉ như Saka, có lẽ tốc độ phát triển và sự nghiệp của anh đã không bị đứt quãng đến mức tụt dốc. Tiền vệ sinh năm 2000 trải qua những chấn thương liên miên, trong đó gồm 4 lần nằm viện trong giai đoạn 2018 đến 2020. Trong đó, cuộc phẫu thuật dứt điểm chấn thương háng vào đầu mùa năm 2022 đến năm 2023 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ của Smith-Rowe sau này. Smith-Rowe dành 121 ngày để hồi phục và bỏ lỡ 21 trận đấu đầu tiên của mùa giải. Khi số 10 trở lại vào tháng 1, lúc Arsenal đang bay cao khi đang dẫn đầu với khoảng cách 5 điểm với đội xếp sau, thật khó để Smith-Rowe ngay lập tức chen chân vào đội hình chính của Mikel Arteta. Với chiến lược gia 42 tuổi, mỗi trận đấu ở thời điểm ấy đều là một trận chung kết, và tất nhiên, ông không thể dành vài phút cho cậu học trò lấy lại cảm giác bóng khi cuộc đua đang vô cùng căng thẳng. Sau giai đoạn tiền mùa giải năm 2023 đến năm 2024 đầy hứa hẹn, Smith-Rowe tiếp tục đóng vai dự bị chiến lược, gây ấn tượng khi vào sân trong trận gặp Chelsea vào tháng 10 và giúp đội nhà giành trận hòa 2-2 sau khi bị dẫn 2 bàn. Ở tuần kế tiếp, số 10 có lần đầu tiên xuất phát cho Arsenal sau 17 tháng và đóng góp một kiến tạo trong trận hủy diệt Sheffield United 5-0. Tuy vậy, vận rủi tiếp tục đeo bám bảo vật của Heuen khi anh dính chấn thương đầu gối và tiếp tục bỏ lỡ 9 trận đấu. Kể từ sau trận gặp Sheffield United, Smith-Rowe thi đấu vỏn vẹn 241 phút tại ngoại hạng Anh cho đến hết mùa giải, với 0 bàn thắng và kiến tạo. Sau hai mùa giải với ít đóng góp trong cuộc đua đến ngôi vô địch của Arsenal, thời khắc chia tay Emirates đã đến rất gần với Smith-Rowe. Dù đau lòng với các Gunner, song đây là nước đi có lợi cho cả hai khi số 10 cần thêm thời gian ra sân để phát triển sự nghiệp, trong khi pháo thủ lại cần tiền để tái đầu tư vào các vị trí trọng yếu khác.
Fulham đội được liên hệ nhiều nhất với Smith Rowe chắc chắn được hưởng lợi trong trường hợp tiền vệ người Anh khỏe mạnh. Khả năng chuyền bóng, xử lý trong không gian hẹp và dứt điểm của Smith Rowe sẽ khỏa lấp khoảng trống mà Bobby Cannavale để lại và phần nào giảm tải trách nhiệm sáng tạo cho lão tướng 35 tuổi William một cựu pháo thủ khác. Sau khi Arsenal chia tay Emile Smith Rowe, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối một tài năng trẻ xuất sắc từ lò đào tạo Hillen. Cầu thủ người Anh gia nhập đội một Arsenal vào năm 2020 và từng là nhân tố quan trọng đóng góp 15 bàn thắng và 9 kiến tạo trong 2 mùa giải. Tuy nhiên, Smith Rowe thường xuyên gặp chấn thương trong 2 mùa giải gần đây và đang chuẩn bị chuyển đến Fulham. Sự ra đi của Smith Rowe là một dấu hiệu cho thấy sự nghiệp của anh và đồng đội Bukayo Saka đã rẽ sang những hướng khác nhau khi Saka đang trở thành một trong những tiền đạo cánh phải xuất sắc nhất thế giới.